tôi đang đi lanh quanh ở trong camping á, thì tôi gặp con thằn lằn màu xanh lá này nè mọi người. Chắc là con húng quế gì đó đúng không? Nghe nói con này hiếm lắm và đây cũng là lần đầu tiên tôi gặp nó luôn á, cho nên là tôi đi rất là chậm. Để tôi tua nhanh nha, chứ tôi đi siêu chậm luôn, mọi người coi sẽ lâu lắm. Tôi bắt được rồi nè. Wow, đây đúng là thằn lằn húng quế xanh nha. Hi nha mọi người, lại là tôi, Mai Mai nè. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ nha. Mây đang đứng ở một góc mà Mây thích nhất ở trong khu camping luôn á mọi người. Ở đây mình có thể nhìn xuống nè, rồi có thể nhìn lên thấy tháp vô cực nữa. Đây là mắt trống mà bạn tôi treo để cho tôi vô lượm thẻ mọi người. Nè, ở đây có ba bạn đang ngủ treo ở đây nha. Ba bạn ấy là người nước ngoài á, tại vì Mây đang ở bên Đông Á mà. Mọi người mà theo dõi Mây trên game thì sẽ biết Mây luôn luôn ở bên Đông Á mà, đúng không? Mà mọi người, nhà thẻ đến đâu rồi? Mây đang 118/120 nè. Còn thiếu hai thẻ vàng nữa. Một thẻ là ngài Hangu với một thẻ là Hả Đi Đâu Hết Rồi, đều là thẻ vàng 5 sao á. Mây thấy khó ra quá mọi người ơi. Nếu bạn nào đã ra hai thẻ này rồi thì bình luận nhận viết cho Mây nha. Rồi bây giờ vô chủ đề chính nè. Từ lúc Mây đăng cái video này lên công bố sắp có thành viên mới á, mọi người bình luận rất là nhiều, kêu Mây là hãy dẫn thành viên mới về ra mắt ba đứa nhỏ đi, rồi hãy nhớ làm video đặt tên nha. Nói chung là Mây cảm thấy mọi người rất là yêu thích việc này và luôn ủng hộ tôi á, và cảm giác như là mọi người đã trông chờ cái điều này rất là lâu rồi, đúng không? Cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã quan tâm đến gia đình của Mây nha. Thật sự bây giờ Mây rất là phân vân luôn. Trong video đó Mây mở được con xám nhạc này là con tím duy nhất nè, rồi con cà phê sữa là con Mây mở sao một trứng, rồi xám đào, xanh nâu vi với lại nâu sẫm là tổng cộng Mây có 5 con đó thôi. Nhưng mà con tôi thích là con nâu đen á mọi người, tại vì một lý do thôi là nó giống 100% ở ngoài đời luôn, ở ngoài đời siêu ngầu á. Mây đã đọc bình luận để tham khảo ý kiến của mọi người á, thì có một phần á là kêu Mây chọn con xám nhạc đi, con xám nhạc đó đẹp, rồi có một phần nữa là kêu Mây mở tiếp đi, mở tiếp cho tới khi nào ra con nâu đen thì thôi. Còn một phần khác thì kêu là thôi chị đừng có mở trứng nữa, tốn kém lắm, bây giờ chị chọn con nào chị thích nhất là được rồi, đừng có mở nữa. Mà Mây thấy tốn kém thiệt nha, một trứng tới 300 kim cương lận. Nếu như mỗi ngày chỉ mua một trứng dùng vé giảm giá thì là 250 kim cương, nhưng mà nó vẫn mắc nha. Đó, bởi vậy tôi không biết phải sao luôn. Nói thật nha, đây là lần săn bét mà tôi nhức đầu nhất luôn á trời. Tôi tiếp tục săn con nâu đen luôn cũng được nữa, nhưng mà có thể là hơi lâu thôi, hơi khó thôi. Mà phải chi tôi đừng có đăng video lên mà tôi âm thầm đi săn con nâu đen trước đi. Khi nào ra con nâu đen gọi á, tôi hãy đăng video lên tôi khoe với mọi người là thành viên mới nè. Như vậy là được rồi. Còn đằng này tôi đăng lên trước chi để cho mọi người nôn mà tôi cứ phân vân hoài à, không có video đăng lên cho mọi người coi, thấy có lỗi ghê á. Nè nè, khúc này mọi người tập trung nghe tôi nói tiếp nè nha, khúc này mới quan trọng nè. Là thành viên mới này không phải là con của tôi. Trời đất ơi, tự nhiên cái tôi tỉnh lại đèn luôn, tự nhiên tôi hết hồn rồi. Mà bạn ấy sẽ là vệ sĩ của tôi và ba đứa con tôi. Với cái giao diện vừa ngầu vừa đẹp trai đó thì làm vệ sĩ là quá hợp lý rồi đúng không? Ở ngoài đời chó Doberman là giống chó cảnh khuyển có xuất xứ từ Đức. Người ta thường nuôi chúng để giữ nhà nè, canh gác, rồi làm nghiệp vụ nữa, làm vệ sĩ. Bởi vậy Play Chui đời đưa vào game cho mặc đồ hành cảnh khuyển luôn nè. Như vậy là bánh bao của chúng ta vẫn sẽ là em út. Mọi người cứ nghĩ đơn giản là bà Mây ba nhận nuôi một em cún nữa về làm vệ sĩ, đơn giản vậy thôi ha. Nãy giờ một mình đi lòng vòng mắt trống này cũng buồn, thôi bây giờ Mây sẽ dẫn Bông, Beo và bánh bao ra đây thử tính năng đánh hơi nha. Rồi đầu tiên là chị Hai Bông. Bông xin chào mọi người, chúc mọi người buổi tối vui vẻ. Bây giờ mẹ sẽ cho Bông ngửi mùi xoài trước, rồi Bông đi tìm xoài cho mẹ nha. Bông biết rồi, chuyện nhỏ thôi mẹ. Rồi đi tìm đi, có không? Không có rồi mẹ ơi. Vậy mẹ sẽ chở Bông lại khu khác tìm. Tính năng này mẹ thấy rất là hay, nhưng mà có một nhược điểm là khoảng cách đó mọi người. Phải chi bét của mình ngửi mùi được hết cả map luôn ha. Phải cho tiện, mẹ chấm 100 điểm luôn á, khỏi có di chuyển đi tới đi lui. Rồi bây giờ Bông tìm ở đây giúp mẹ nha, xem có xoài không. Không có mẹ ơi, mẹ chở con lên đời đi, con tìm trên đời cho. Tính ra xài cái này cũng tốn công quá à mọi người ơi, thà là mình tự chạy đi tìm mà thấy còn nhanh hơn á. Thôi coi như là cho các con của tôi đi trải nghiệm tính năng mới dành cho bé đi. Ở đây cũng không có xoài luôn rồi mẹ ơi. Ồ, vậy là nguyên cái map này không có một quả xoài nào luôn hả ta. Vậy mẹ cho Bông tìm thử thằn lằn nha. Nè ngửi mùi đi. Sao rồi, có không? Đi tìm cho mẹ coi. Ở đây cũng không có thằn lằn luôn mẹ ơi. Chàng ơi, map gì mà xu dữ vậy? Đâu, để đi xuống dưới kia thử coi. Rồi Bông tìm xem có thằn lằn không. Cũng không có nữa mẹ ơi.
rồi bó tay luôn bông su cà na quá à. Sao mẹ đổ thừa con, tại mát không có chứ bộ, chứ con ngửi mùi tốt chứ bộ. Rồi bây giờ mẹ sẽ dẫn qua khúc bên kia lần cuối nha, để mẹ còn dẫn em Beo và em bánh bao đi nữa. Dạ con biết rồi. Rồi ở đây nha, bông ngửi đi. Không có luôn mẹ, gì kỳ vậy? Tại bông su cà na rồi, thôi để mẹ dẫn em Beo đi nha. Dạ. Hello mọi người, con là Beo nè. Rồi bây giờ mẹ sẽ dẫn Beo ra ngoài khu plaza để tìm đi. Trong này chị bông tìm hết rồi, không có gì hết trơn á. Mẹ ơi, bây giờ con tìm cái gì chú? À, cho Beo tìm thằng lằn trước đi. Rồi Beo ngửi mùi đi nha, xong rồi đánh hơi xem thử có không. Có nè mẹ, có thằng lằn bên đây nè mẹ ơi. Ồ, hay ta. Rồi để mẹ bắt liền. Nãy giờ trong căm biên á, không có gì để cho chị bông tìm hết trơn á. Bây giờ ra đây Beo tìm được rồi. Rồi Beo tìm tiếp đi coi còn con nào nữa không. Hết rồi mẹ ơi. Vậy mẹ chở Beo lại khúc này để tìm. Sao rồi Beo, có không Beo? Có nè mẹ ơi, bên này nè, nó đang ở trên cây. Wow, hay quá nha, để mẹ chạy lại liền. Ôi, đây chắc là con tắc kè hoa báo xanh nè. Ủa, mẹ vợt chúng con ve rồi, xua vậy, mất con thằng lằn luôn. Thôi mình tìm lại, mẹ biết đâu, gặp lại nó thì sao. Ủa, hé, tìm lại đi, rồi Beo ngửi lại cho mẹ nha, coi có nó không. Bên đây có một con thằng lằn nè mẹ, cũng ở trên cây luôn, chắc là con hồi nãy rồi nè. Ồ, đúng là con hồi nãy rồi đó Beo. Bây giờ để mẹ bắt lại nha, không có để bị hụt nữa đâu. Con này bé được nhiều tiền không mẹ? Chắc là cũng được, bình thường hàng lần bán được nhiều tiền lắm. Rồi mẹ bắt được rồi nè, bán được 157 tiền sao nha. Beo tìm tiếp xem còn không. Hết rồi mẹ ơi. Rồi qua khúc này tìm thử xem, có không Beo? Không có luôn mẹ ơi. Vậy hả, rồi hết thời gian luôn rồi. Thôi bây giờ mẹ sẽ cho Beo ngửi thêm mùi của bướm nha. Rồi đi tìm cho mẹ coi có không. Dạ có, bên đây nè mẹ. Wow, hay ta. Là một con bướm màu vàng mẹ ơi. Rồi rồi, để mẹ bắt liền. Beo đánh hơi tiếp coi còn không. Còn nữa nè mẹ, bên đây một con nữa. Coi bộ ở khu plaza này nhiều bướm với hàng lằn quá ha. Cũng là một con bướm màu vàng giống lúc nãy luôn hả mẹ. Rồi để mẹ bắt nó. Chàng ơi, con ong nó chích mẹ kìa. Nó chích mẹ sao mới chạy mất tiêu. Ủa sao bắt hụt hoài vậy ta, hôm nay bị sao vậy? Đứng lại coi. Trời ơi, cuối cùng cũng bắt được nó rồi. Con này ghẻ bèo luôn á Beo, đừng có tìm con này nữa nha. Hết bướm rồi mẹ ơi, con hết ngửi được rồi. Đi qua bên đây thử xem, chắc còn mà. À, còn một con này mẹ ơi, bên này. Thấy chưa, mẹ biết chắc chắn là sẽ còn mà. Ôi, con bướm màu xanh này nó tèn lắm, ghẻ bèo à Beo ơi. Thôi kệ, bắt lại đi mẹ, có còn hơn không mà. Rồi, có 26 tiền sao à. Bây giờ qua bên này thử coi còn nữa không nha. Không thì mẹ dặn bánh bao đi. Sao, còn không Beo? Hết rồi mẹ ơi. Vậy là Beo đã hoàn thành nhiệm vụ đánh hơi của ngày hôm nay rồi nha. Beo thấy sao? Con thấy vui và khá là thú vị á. Nhưng mà con muốn nghe em cho con ngửi mùi được xa hơn á. Chứ chồng khoảng cách ngắn quá à. Mẹ cũng muốn như vậy á. Thôi bây giờ mẹ sẽ dẫn Beo về nhà nha. Để mẹ còn dẫn bánh bao đi nữa. Dạ. Chào mọi người nha, lại là con bánh bao nè. Hôm nay mẹ sẽ cho bánh bao trải nghiệm tính năng đánh hơi mới. Rồi bây giờ bánh bao ngửi mùi bơm bớm đi nha, rồi xong rồi đi tìm cho mẹ. Dạ con biết rồi. Sao bánh bao có bơm bớm không? Có nè mẹ, bên đây nè mẹ. Giỏi quá. Là một con bướm màu vàng á mẹ. Rồi để mẹ bắt liền. Rồi bánh bao tìm tiếp xem còn con bướm nào không. Dạ có, bên đây còn một con nè mẹ ơi. Rồi để mẹ qua bắt nè. Oh my god, bánh bao tìm được con bướm tím mọi người, bướm thay ma. Là con bướm xịn hả mẹ? Đúng rồi, xịn lắm mà khó bắt nữa. Mà giờ này cũng sắp tối rồi, hết thời gian là nó bay đi á. Thôi để mẹ cố gắng bắt nha. Dạ mẹ bắt đi mẹ, cố lên nha mẹ. Bắt con này là tôi phải đi siêu chậm luôn á mọi người. Chậm như rùa vậy đó, không chừng chậm hơn con rùa luôn. Ủa mà sao nó bay càng ngày càng xa vậy? Lại đây đi em ơi, sắp hết giờ rồi đó. Đây không phải là lần đầu tiên tôi bắt con này đâu, mà sao tôi hồi hộp dữ rồi ta. Lại đây, lại đây, lại đây với chị em ơi, lại gần đây nè. Rồi sao nó bay mất rồi bánh bao ơi. Tại vì trời tối rồi nè, hết giờ rồi. Bay hả mẹ, xui quá à. Bây giờ mẹ sẽ cho bánh bao ngửi thử mùi khoáng mạch lấp lánh nha. Cái này mẹ chưa có cho chị bông với anh Beo thử. Bánh bao ngửi đi nha, rồi tìm xem có không. Có nè mẹ, con thấy bên đây nè. Ồ hên vậy, ở đây có đá lấp lánh luôn. Để
để mày đập thử xem có ra ngọc quý không nha. Đá này cũng hên xui lắm á mọi người, nhiều khi lấp lánh như vậy nè nhưng mà đập không có ra gì quý hết trơn á. Vậy mà đá bình thường nhỏ nhỏ đôi khi lại đập ra được ngọc quý, vậy mới ngộ ha. Nói chung là hên xui lắm mọi người ơi. Ui hồng ngọc nè, wow xịn quá Bánh Bao ơi. Đó là ngọc quý hả mẹ? Đúng rồi, hiếm lắm đó. Hôm nay Bánh Bao giỏi quá à. Vừa nãy tìm được con bướm tím rồi, bây giờ còn tìm được viên ngọc quý nữa. Dì Trinh chạy phía trước kìa Bánh Bao. Dì Trinh vô đây làm gì vậy mẹ? Chắc là đập đá á. Bánh Bao chào dì Trinh nha. Dì Trinh vô đây làm gì vậy? Chào Bánh Bao, dì Trinh vô đây để đập đá với bắt côn trùng. Dì Trinh về nhà con chơi không? Được, đi thì đi. Bông Beo coi ai tới nè. À dì Trinh hả? Bông chào dì Trinh. Beo chào dì Trinh nha. Giỏi. Ủa bà May, sao bữa hổm bà mở ra được cái giường ngủ với lại cái bồn tắm hộp gấu trúc á, sao bà không đặt ra cho tụi nhỏ xài đi? Đúng rồi mẹ, sao mẹ không đổi ra cho tụi con xài vậy? Tại vì tôi định sửa sang lại hết ngôi nhà này nè, chừng nào sửa xong thì tôi mới đặt ra trang trí ra. Rồi sao hai cái bàn sushi mà có một bàn có sushi vậy? Rồi sao bàn này không có? Bữa giờ tôi lấy trứng sushi để tôi đổi su bét không à, chứ tôi chưa có làm nở ra. Từ từ đi, tôi đang cần su bét mà. Còn cái khu bên này á, chừng nữa tôi sẽ xây thêm một ngôi nhà nữa cho bé vệ sĩ. Tại sao bà phải nói nhỏ vậy? Tại vì biết mặt mà, chưa có cho ba đứa nhỏ biết. Vậy nha. Thôi tạm biệt ba đứa nha, dì Trinh phải đi rồi. Dạ bye bye dì Trinh. Video đến đây là hết rồi. Cảm ơn mọi người đã xem hết video này nha. Đừng quên nhấn like, đăng ký và ấn nút chuông để là người đầu tiên xem video khi Mega tập mới. Bye bye mọi người. Tạm biệt mọi người nha.